Bác đi xuống dưới này. Ui. Anh ơi, trông con nhá. Ui, con xếp mày thôi. Ờ đúng rồi, vì là bỏ chó con nó học ở gần đây cho nên. À thế à. Mẹ em với cả em ở đây, phòng kia của em, hai phòng ngủ hai bên với cả nhà vệ sinh ở giữa. Cho em nhìn tí. Thế nhưng bà nếu mà thuê thì là nhà mình phải chuyển đi đâu? Cả gia đình đi hết à? Hai phòng ngủ rất là rộng nha. Thế còn nhà bếp có thứ phòng khách ở dưới rồi đó chị. Chị tí nữa mình xuống xem bếp sau. Đây còn phòng nữa bên này chị này. Tầng 3 chị lên tầng 3 đi. Đây còn một phòng nữa bên này chị, ngó qua thoải mái. Ngủ. Thế nhưng mà nếu mà chị đang ở đâu? Chị đang ở phòng lớn. Nhà mình là 2 màn. Nó thân. Nó có mặt thoáng đấy. Mình không được mở cửa sổ. À mình được mở cửa sổ kéo ấy. Nhưng mà không mở cửa sổ cánh được. Đây là khóa lắm. Ngõ đi vào của người ta. Ngõ ngoài ra. Hỏi bụi ở đây bụi lắm. Đây nó không, nó đang xây dựng khắp nơi. Phòng thờ. Đấy mày thích chụp cái chụp đi. Quay này chỉ được lại.